thành lập từ năm 2005 với những khó khăn ban đầu, đến nay Polygon đã trở thành một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về thiết kế đồ họa tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Polygon bao gồm khu phòng máy tiện nghi, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu máy học cho học viên, khu thực hành nối mạng Internet, máy scan dành cho học viên làm thêm bài tập ngoài giờ, khu chấm bài tốt nghiệp với không gian mở, hệ thống ánh sáng hiện đại, khu thư viện đã được số hóa và tra cứu dữ liệu bằng máy tính. Đầu năm 2009, trung tâm Polygon đã mở rộng thêm không gian phòng học, bao gồm từ văn phòng trung tâm cho tới toàn bộ lầu 8 và lầu 9, đồng thời nhập thêm hàng loạt máy móc hiện đại như hệ thống máy PC, máy iMac chuyên dụng với cấu hình mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu công việc cho các chuyên gia thiết kế đồ họa. Trung tâm Polygon đã xây dựng được chương trình đào tạo chuẩn, bám sát thực tế và thường xuyên được bổ sung thay đổi để theo kịp với sự phát triển của xã hội. Với phương pháp giảng dạy khoa học, vừa giúp học viên nắm chắc kiến thức, vừa rèn luyện tay nghề bằng các bài tập thực hành. Học tại Polygon, giữa giảng viên và học viên không có khoảng cách của người dạy học và người học, mà thay vào đó là sự đối thoại trực tiếp để từ đó học viên có hướng đi độc lập trong suốt quá trình học. Mới đây, Polygon định hướng mời các giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy tại trung tâm. Mở đầu kế hoạch đó, tháng 10 năm 2009, được sự giới thiệu của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhà trường, Polygon đã ký kết chương trình hợp tác đào tạo với giáo sư Nhật Bản Fumihiko Kudo. Theo đó, giáo sư Kudo sẽ tham gia giảng dạy thiết kế đồ họa, biên soạn giáo trình và giữ cương vị Art Director tại trung tâm. Thông qua việc cộng tác với giáo sư Kudo, Polygon muốn tạo thêm luồng không khí mới, giúp học viên tiếp xúc với các ngôn ngữ thiết kế khác nhau để họ có thể tiếp cận trực tiếp và học hỏi phong cách thiết kế nước ngoài. Đồng thời, thu ngắn khoảng cách giữa Polygon với các trường đào tạo thiết kế đồ họa của Nhật Bản. Đó cũng là nỗ lực của Polygon nhằm đem lại điều kiện học tập tốt nhất cho học viên. Thiết kế đồ họa tại trung tâm Polygon trải qua các giai đoạn học các môn trên lớp, duyệt đồ án tốt nghiệp, chấm đồ án tốt nghiệp giữa kỳ và chấm bài tốt nghiệp. Trong đó, chấm đồ án tốt nghiệp là khâu đặc biệt quan trọng đối với học viên, bởi đây là lúc họ đối mặt với hội đồng chấm bài, đối mặt với chính mình để khẳng định thương hiệu bản thân, khẳng định sự lớn lên về kỹ năng, tri thức và khả năng rèn luyện. Đó cũng chính là minh chứng thuyết phục nhất cho thấy họ đã hoàn toàn có đủ khả năng độc lập để hoàn thành tốt công việc của một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. You in my life, 'cause I thought we'd be in love for a long time. Even if you're gone, you'll be on my mind forever and ever 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 and ever. And ever. I don't wanna hang out no more. Tell me, what am I going for? If you ain't been in love, and I don't wanna see you with another man. This is crazy. All you gotta do is come back. Baby, if you want the world, then I'll get that. Girl, you know that I need you. Please tell me what I need to do. Lễ bế giảng trao chứng chỉ tốt nghiệp và khai giảng khóa mới cũng là một sự kiện lớn của trung tâm Polygon, bởi đây là sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng, ghi nhận bao công lao cố gắng của học viên trong suốt hơn một năm, là sự trân trọng những thành quả mà họ đã đạt được và cũng là dịp trung tâm Polygon chung vui với họ, cùng ôn lại chặng đường đã qua, tuy không dài nhưng để lại nhiều kỷ niệm và ấn tượng đẹp trong lòng học viên.
không náo nhiệt hân hoan như đàn anh đàn chị đi trước, sao không phải vì thế mà các tân học viên trở nên kém nổi bật? Với khuôn mặt luôn thường trực nụ cười trên môi, tay cầm bao thư là sổ tay đào tạo và thư khóa biểu, họ hòa vào đám đông chiêm ngưỡng các tác phẩm tốt nghiệp được trưng bày và chia vui với thế hệ đi trước. Ngày hôm nay của hơn một năm nữa, chính họ sẽ là những người trong bộ lễ phục thiêng liêng hạnh phúc đón nhận ngày lễ tốt nghiệp trọng đại này. Tiếp tục phát huy tinh thần kế thừa và phát triển giữa các thế hệ học viên, Trung tâm Polygon thường xuyên tổ chức các buổi lễ bế giảng trao chứng chỉ tốt nghiệp khóa cũ song song với khai giảng khóa đào tạo mới. Điều đó thể hiện sự tiếp nối, đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ học viên Polygon, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, nâng cánh ước mơ cho khát vọng không ngừng bay cao.